Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được các chuyên gia chăn nuôi đánh giá là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đàn bò sữa bởi thời tiết ôn hòa, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp như rơm, bắp rất dồi dào. Tỉnh lại có nhiều diện tích đất có thể phát triển thành đồng cỏ. Hãy cùng nhân vật trải nghiệm của chương trình về với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tìm hiểu về mô hình chăn nuôi bò sữa tại nơi đây. Chào chú, cái giống cỏ này là giống cỏ gì đấy ạ? Giống cỏ voi. Trước là trồng cả cỏ xá. Nhưng mà giờ bò nó số lượng nó lên nhiều rồi, phải trồng nguyên cỏ voi thôi. Cỏ voi nó mới năng suất. Cái cỏ này thì có đủ chất dinh dưỡng cho bò ăn không chú? Đủ cái chất thức ăn xanh cho bò thôi, còn dinh dưỡng thêm chứ không là ở cám bắp cất thấp xuống. À dạ, phải cất thấp xuống ạ. Thấp xuống thì để cái lứa sau nó lên nó mới năng suất. Cây cỏ voi này thì cách chăm sóc của nó cũng có vất vả không? Cái này thì đơn giản thôi, chăm sóc thì nó hoàn toàn không có phân hóa học, mà chỉ có cái phân của con bò để cho nó hoai rồi trở ra mình rải, với lại cái nước bioga của trại là bơm lên. Hàng ngày là mình cứ phải ra đồng cắt cỏ thế này về cho bò ăn đấy ạ? Thì con bò sữa thì 365 ngày, ngày nào cũng phải như thế. Vâng. Ngày nào cũng phải cắt cỏ, ngày nào cũng phải vắt sữa. Bò nhà mình này là ăn cỏ này thì ăn một ngày mấy bữa? Cỏ thì ngày ăn ngày hai bữa thôi. Thế có cho ăn thêm chất gì nữa không ạ? Hay là chỉ có cho ăn cỏ thôi ạ? Mình cho ăn thêm cám, là cám mình đảo trộn á, bắp rồi đậu nành rồi cám gạo. Khi mình cho ăn cỏ xong là mình đổ cám lên trên luôn cho nó ăn luôn. Chăm sóc con bò sữa này có khó không ạ? Nói chung là con bò sữa thì chăm sóc nó khó hơn là bò thịt mình, bò nuôi thịt mình. Sáng thì phải dậy sớm dọn dẹp vệ sinh xong rồi mới tắm sạch, lấy sữa rồi cho ăn. Để cháu phụ cô để vắt sữa nhé. Rồi để mình vệ sinh máy trước đã, vệ sinh bầu sữa của nó cho sạch trước khi mình vắt sữa. Cô ơi, một ngày thì mình thường vắt sữa mấy lần ạ? Một ngày mình vắt 2 lần, buổi sáng thì mình vắt tầm 5 giờ, và buổi chiều là tầm 3 giờ. Cháu thấy gần như là sắp hết sữa rồi ấy nhỉ cô nhỉ? Ừ. Khả năng là tháo ra được rồi đấy. Ừ, hết sữa rồi. Sữa này khi mà mình vắt ra thì mình chỉ để trong thời gian là 2 tiếng thôi. Nếu mà mình làm sữa chua thì mình sẽ cho vào nồi nấu ngay. Còn nếu mà mình không làm sữa chua thì mình mang đi giao ngay. Thật sự qua một ngày trải nghiệm, cháu thấy được người dân nơi đây có được một sản phẩm sữa tươi thật là vất vả. Qua đây cháu cũng xin chúc cơ sở nhà cô càng ngày càng phát triển, đem lại những sản phẩm sữa tươi tốt cho mọi người. Mô hình nuôi bò sữa tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phân bố tại thị xã Phú Mỹ, sản lượng khoảng 70.000 lít trên một năm, tiêu thụ trong tỉnh.